Hello, xin chào quý cô chú anh chị và các bạn. Thì hiện bây giờ em đang có mặt tại Dòng Giá của huyện Ba Tri. Đến đây để ghi hình đăng bán và báo giá dùm cho khách hàng hang bò. Ở đây có một con Angus. Con này thuộc về dòng Angus. Đó, Angus hay là Red Angus gì nó cũng là nó đó. Đây. Đây. Đó. Và cái bên đây là con kem Pháp. Thì nó thuộc về cái dòng kem Pháp nằm trên là mẹ Bosin. Thì nó sẽ được những cái vàng lông da như thế này. Rất là đẹp. Bóng mượt nhuyễn ha, lông nhuyễn da sát đó. Bà con của bác anh chị chúng ta thấy không, chân móng ở đây là móng sò, chân móng của nó là móng sò. Nãy nó hai bò này chữa nhiêu tháng quên tiêu rồi hả? 4 tháng rưỡi, con này 4 tháng. Con này hiện đang mang thai 4 tháng rồi. Con này thuộc về kem Pháp ha. Đó, lưng vai, vai lực, lưng vai đùi đít rất là ok rồi. Con này chân móng nè, mình đi dàn chân ha, chân móng là móng sò, rúng của nó là rúng bản khoảng 4 phân, bốn cái vú đều, dậu thì lạc phạt ha, sái tích nghiêm chỉnh. Con này nhóm sừng ha, đây sái mặt sái lưng nghiêm chỉnh nhóm sừng nha. Con này là kem Pháp, đang mang thai kem Pháp nha, được 4 tháng không anh? Này 4 tháng, kia 3 tháng rưỡi, 4 rưỡi. Dạ em nghe hả? Ông nói là ông cho ăn cỏ đồng mà bình thường nha anh, tại vì nó lạ chuồng sao đó, chứ ở đây ông cũng cho ăn cỏ đồng bình thường, cỏ lông á, cỏ gì nè, cỏ tay lông á, cỏ tay lông với ba cỏ chỉ đồ ông cho ăn bình thường à. Nó lạ chỗ á, chứ con bò nó cũng mập mạp, đâu có ốm đâu. Dạ. Chắc nó lạ chỗ quá. Không sao đâu, ở đây em thấy nó mập mạp ăn uống bình thường, nó lạ chỗ lạ cỏ gì. Ha, nó chói nước vài bữa nó hết gì đâu anh. Dạ dạ dạ. Dạ rồi, dạ dạ. Dạ dạ. Đây, kế bên là con Angus. Con Angus này thì nó thuộc về cái dòng siêu, mà là siêu sữa và là siêu thịt. Cô chú anh chị và các bạn để ý ha, những cái dòng Angus này em nói thiệt, chục con là hết 9 con mát sữa rồi đó, là chỉ có một con còn lại là chủ nhà bỏ bê không chăm sóc nên không có sữa để tiết ra cho con ăn, cho bò con nó bú thôi. Thật sự con này rúng cũng đầy đủ ha, con này rúng thì chừng phân mấy á, chân móng là móng sò. Angus con này thuộc về siêu đỏ, sái tích thì hoàn toàn nghiêm chỉnh, lông da bóng mượt. Con này đây hiện đang mang thai 4 tháng rưỡi, nhìn vàng lông da em thấy phê. Nè, đẹp không? Nhìn vàng lông da rất là đẹp ha cô chú anh chị và các bạn. Chân móng nè. Đó. Con này. Chân móng nè. Chấp mình khỏi chê luôn. Đó, bà con cô bác anh chị nào ở gần xa có nhu cầu muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em ha. Số điện thoại em để trên màn hình để chúng ta có thể chốt được những bò đây. Mua về nuôi phát triển kinh tế. À, con này thì hiện đang mang theo 4 tháng rưỡi nè, sái tích nghiêm chỉnh, là đầu trụi nha, mặt mày lông da nhuyễn rất luôn, rất đẹp, dễ lắm luôn chứ anh chị các bạn. Angus siêu đỏ ha, hiện mang thai 4 tháng rưỡi, con này đang có giá là 30.500.000, và con bên đây cũng đang có giá là 30.500.000. Con này là con kem Pháp, đang mang thai 4 tháng đó, bào chữa 4 tháng ha. Hang bò nãy đây thì em đã quan sát thật là kỹ về chân móng cũng như là đi đứng của nó, đi hoàn thiện, không áp xe, không xuống rúng xuống ruột gì hết. Bỏ đây thì khi mà giao đến thì bà con cô bác anh chị chúng ta sẽ được quyền kiểm tra trước khi thanh toán ha. Số tiền 30.500.000 thì chúng ta có thể sở hữu được con bò này thì cái giá cũng phải gọi là mắc. Tại vì cô chú anh chị và các bạn tính đi, nếu như mà nó giá trị của nó là 30.500.000 mà chiều cao dao động khoảng 1m3 bò thì bò này không phải là nhỏ con. Bò này nó dao động cái cân kg của nó dao động tầm khoảng từ 300-310 kg hơi ha. Đó, 300-310 kg hơi thì mình nhân ra cho 80.000 thì ra kết quả cộng thêm tháng thai nữa thì tháng thai 4 tháng cho nó 4 triệu đi, ví dụ vậy. À, thì bà con cô bác anh chị sẽ đưa ra được một cái quyết định là mình có thấy con bò này cái giá cả nó mắc hay rẻ biết liền. Chân móng mình coi mình chấm điểm được không, móng này là móng gì, móng sò cầm trụ đứng thẳng không. Đó, đứng trụ thật rất là đẹp, rúng yếm thì bài bản, sai tích nghiêm chỉnh, còn gì nữa mà không nhắc máy lên và gọi ngay cho em, trong khi đó con bọt này giá là cực kỳ dễ thương. Đó, đó là một cái hình thức để chúng ta có thể tính được
con bò giá trị của mình, bò của mình giá trị như thế nào ha, mình mua mắc hay là rẻ, có bán sớ hay gì không, đó là cái nguyên tắc, cái bài toán rất là dễ dàng để chúng ta có thể tính được một con bò. Nè, như là con bò này thì nó được cái nó là thuộc về cái dòng siêu đó, chứ nói thật ra thì con bò nó hơi nhỏ hơn con kia chút. Nó được cái là siêu mát sữa. Cái dòng mát sữa này thì bà con chúng ta đặc biệt ưa chuộng, đứng tướng rất là đẹp, chuẩn bò nền đó. Bà con của bác anh chị mà thấy không? Mình nên lựa chọn những cái con bò với giá trị tầm rẻ rẻ để có thể nhanh thu hồi vốn đó, tạo ra một cái nguồn thu nhập kinh tế thụ động, phát triển kinh tế gia đình. Đó là những cái tư vấn của em, những cái ý của em muốn gửi đến bà con cô bác như là quý anh chị là mới ra riêng hay là gì đó. Cặp bò này thì nó phù hợp với tất cả mọi người, cái giá trị của nó không cao lắm, phù hợp túi tiền với tất cả mọi người, có thể đưa ra một cái quyết định mình có nên mua hay không thông qua cái chiều cao mà em sẽ thực hiện đo ngay phía sau cái video này. Đây bò này hai con là chiều cao nó cũng cỡ nhau thôi, em đoán là khoảng 1m3 bò, nhưng mà không biết nó có đúng là 1m3 hay không, thì bây giờ em sẽ đo thử cho bà con cô bác như là quý anh chị mà thấy đó. Nếu muốn mua thì chúng ta nên ước lượng ra bức tường hoặc cây cột để chúng ta quyết định mình nên mua hay không. Con này tại phía sau khu của nó nè, 1m3, hai con này nói chung là nó một cỡ với nhau, thì bà con cô bác cũng như là quý anh chị chúng ta cũng thấy rõ ràng về những tất cả những cái hình ảnh của nó và những cái thông tin về tháng thai nó, để cho bà con cô bác anh chị chúng ta ước lượng và chúng ta quyết định nó nên mua rồi hay không rồi. Còn thì bây giờ em xin gửi lời chào và hẹn lại với chú anh chị và các bạn video kế tiếp nha. Nếu mà ai cảm thấy thích muốn mua thì liên hệ ngay và liền với em. Xin kính chào, hẹn lại chú anh chị và các bạn.